So sánh tân binh Suzuki Scenario 2018 và Toyota Wigo 2018 trong tầm giá 400 triệu đồng. So sánh hai tân binh là Suzuki Scenario 2018 và Toyota Wigo 2018 để xem cùng là xe hạng A giá rẻ trong tầm giá 400 triệu đồng, mẫu xe nào sẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn. Cùng với Hyundai Grand i10 2018 và Kia Morning 2018, Suzuki Celerio và Toyota Wigo 2018 là những đại diện nổi bật trong phân khúc xe hạng A tại thị trường ô tô Việt Nam. Với kiểu dáng nhỏ gọn, ngoại hình trẻ trung và được trang bị nhiều tính năng ứng dụng, đặc biệt là có giá bán trong tầm giá 400 triệu đồng. Suzuki Celerio 2018 và Toyota Wigo 2018 là lựa chọn phù hợp với số đông khách hàng Việt. Đánh giá xe Suzuki Celerio 2018 có thể nói rằng đây là mẫu xe đô thị điển hình tại thời điểm này. Kiểu dáng nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu khoang nội thất khá rộng rãi. Tân binh Suzuki Scenario 2018 mang đến nhiều tiện nghi cùng cảm giác lái mượt mà. Đặc biệt thích hợp cho việc di chuyển trong thành phố và có giá bán khá hợp lý. Trong khi đó, nếu xét trên thị trường ô tô hạng A, Toyota Wigo cũng là một trong những cái tên mới và đồng thời cũng là xe nhập khẩu Vậy nên khi Suzuki Scenario 2018 mới được bán ra đã được so sánh rất nhiều với Toyota Wigo. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh xe Suzuki Scenario 2018 và Toyota Wigo 2018 để giúp người đọc có cái nhìn chi tiết và chân thực nhất về hai mẫu xe hạng A này. Vậy nên chọn Suzuki Scenario 2018 hay Toyota Wigo 2018. Trong bài so sánh này, chúng tôi sẽ tập trung vào phân tích so sánh hai bản cao nhất của hai loại xe là Suzuki Scenario 1.0 CVT và Toyota Wigo 1.2 AT. Nhưng có đan sen thêm thông tin hai bản số sàn để các bác tham khảo thêm. So sánh hai xe về giá bán, có thể thấy tân binh Suzuki có lợi thế hơn chiếc xe nhà Toyota. Tranh lệch ở mức 46 triệu đồng không phải là ít. Tuy nhiên, cần tiếp tục phân tích thêm nhiều khía cạnh nữa mới có thể đưa ra quyết định nên lựa chọn mẫu xe nào. So sánh hai xe về kích thước, có thể thấy tân binh Toyota Wigo ghi điểm cộng nhờ kích cỡ nhỉnh hơn một chút so với Scenario. Cùng với kết cấu khoảng sáng không gầm cao, Wigo lại có thêm lợi thế hơn về yếu tố vận hành. Thiết kế linh hoạt mang đến cho Scenario ngoại hình trẻ trung, hài hòa, rất vừa mắt trong khi Vigo lại có cảm giác tương đối trung tính và thường thường, thậm chí nhiều người tiêu dùng còn cho rằng thiết kế của Vigo thiếu điểm nhấn hay nặng lời hơn là như xe tàu, nhất là các chi tiết nội thất. Về thiết kế đầu xe, thiết kế liền mạch, hợp lý khiến phần đầu xe của Scenario trông rất cứng cáp. Những chi tiết ấn tượng như lưới tản nhiệt thể thao, khe hút gió lớn thanh ngang bản lề to nối liền cụm đèn pha giúp scenario mang đến cảm giác chắc chắn. Tuy mạnh mẽ nhưng với những đường vân nổi trên nắp capo cùng cản trước thiết kế uốn lượn xung quanh bộ đèn sương mù, scenario trở nên tinh tế, sang trọng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, hốc tản nhiệt kích cỡ lớn trên chiếc scenario sẽ tăng khả năng làm mát cho động cơ. Trong khi phần đầu của Wigo hoàn toàn mới lạ khi đây là lần đầu mẫu xe này được bán ở nước ta, Tuy thiết kế không thực sự nổi bật, nhưng xe vẫn có những nét riêng của xe Toyota. Đầu tiên, đèn pha của Toyota Wigo là dạng 2 tầng, sử dụng bóng chiếu halogen projector. Tiếp đến là đèn sương mù được nối với phần cản trước, giúp xe có thiết kế liền mạch. Ở trên logo của Toyota có một thanh ngang mạ chrome sáng bóng, thiết kế có phần giống với Granny 10 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam mới được giới thiệu cách đây không lâu cùng tiến về phía thân xe. Ngược lại với phần đầu xe mạnh mẽ, thân xe của Scenario nhẹ nhàng thanh lệch hơn với đường vân nổi từ nắp capo nối liền mạch tới vòm bánh sau của xe. Điểm nhấn của phần thân chiếc xe nhập khẩu giá rẻ này chính là bộ mâm xe 6 chấu hợp kim 14 inch hình cánh quạt khá ấn tượng. Điểm hạn chế của Scenario ở gương chiếu hậu không tích hợp xin nhan và sử dụng chìa khóa cơ. Thân xe Wigo có thiết kế khá đơn giản, Xe sở hữu bộ la-zăng 4 chấu kép có kích thước 14 inch. Một trang bị ở thân xe bị đánh giá thấp của mẫu xe cỡ nhỏ nhà Toyota là tay mở cửa khi thương hiệu Nhật Bản không mang đến tay nắm cửa hiện đại như đối thủ mà thay vào đó là kiểu mở cửa cổ điển. Tuy nhiên, gương chiếu hậu có tích hợp xi nhan, điều chỉnh điện cũng là điểm khá đáng chú ý trên Vigo hoàn toàn mới. Hơi tiếc là gương xe không có tính năng gập điện. Hệ thống bánh xe phía sau cũng giống như Scenario khi chỉ được trang bị phanh tăng trống thay vì phanh đĩa như hai bánh phía trước. Về thiết kế đuôi xe, nếu như Scenario sở hữu điểm trừ về ống xả khá thô kệch thì Wigo khá thể thao với hệ thống đèn thiết kế mới mang đến cái nhìn bắt mắt hơn cho thiết kế tổng thể của mẫu xe đô thị hạng A này. Cụm đèn hậu phía sau là hai giải đèn LED và đèn xi nhan của xe vẫn là công nghệ halogen Cốp của Vigo không có phần tay nắm mở cửa như những mẫu xe Scenario hay Granny 10, mà người dùng sẽ phải mở chốt từ vị trí của tài xế mới có thể mở cốp của Vigo 2018. Bước vào khoang nội thất, tuy không có lợi thế về giá bán, nhưng Vigo lại ghi điểm khi nhỉnh hơn Scenario khi sở hữu khoang nội thất có kích cỡ lớn hơn một chút và được bố trí hợp lý mang đến không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nếu so sánh Scenario và Wigo về nội thất, ghế ngồi thì trang bị này trên hai xe có sự tương đồng khi đều được trang bị ghế nỉ. Tuy nhiên, các chi tiết thiết kế trên Scenario có phần trao chuốt và mới mẻ hơn kiểu thiết kế cổ điển và khá thô cứng của Wigo. Tuy cả hai mẫu xe đều sở hữu hàng ghế sau có thể gập gọn lại nhằm nới rộng diện tích khoang hành lý, nhưng nếu xét về độ thoải mái cho người dùng, thì tân binh nhà tôi ta lại rất được lòng khách hàng ở chi tiết đệm ghế ngồi dày dạn hơn. Không chỉ hạn chế so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc về bảng Tableau, lô, Wigo cũng chịu thua đối thủ Scenario về độ hiện đại trong thiết kế bảng điều khiển. Scenario tiếp tục để tôi ta Wigo vượt lên giành điểm cộng khi so sánh về vô lăng. Vô lăng không tích hợp nút điều khiển vốn là hạn chế của xe hạng A giá rẻ trong khi mẫu xe hơi mới của Toyota lại có tay lái khá thuận tiện khi được tích hợp thêm nút điều chỉnh âm thanh. Thế nhưng nếu xét về đồng hồ hiển thị, về kiểu thiết kế cụm đồng hồ trên hai xe khá giống nhau, nhưng về chi tiết hoàn thiện thì Wigo lại có chút thua kém Scenario. Cụm đồng hồ hiển thị trên Scenario được đặt ở một vị trí thuận tiện cho việc quan sát và có thiết kế các đường nét đẹp mắt dễ quan sát hơn. Về trang bị tính năng giải trí, Wego chắc hẳn sẽ khiến khách hàng yêu công nghệ hài lòng hơn một chút với loạt trang bị hiện đại như chế độ màn hình 7 inch trên bản AT tích hợp AM FM cùng với các kết nối AUX, Bluetooth, USB. Wego cũng được đánh giá cao về khả năng tương tác khi có thể kết nối smartphone, cho phép sở hữu hệ thống giải trí đa dạng. Trong khi đó, mẫu xe bình dân giá rẻ Scenario chỉ được trang bị màn hình cảm ứng 5 inch với các kết nối cơ bản nhất. Và điểm chung là Trang bị điều hòa trên hai xe đều là chỉnh cơ. Mặc dù là xe cỡ nhỏ giá rẻ trong tầm giá 400 triệu, nhưng khách hàng khi chọn lựa Scenario và Wigo đều có thể yên tâm về tính năng an toàn của hai mẫu xe này. Những trang bị an toàn như đều được trang bị hai túi khí, chống bó cứng phanh ABS. Nhưng Scenario an toàn hơn Wigo khi được tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Về khả năng vận hành, Suzuki Celerio 2018 được trang bị động cơ xăng 1.0 lít 3 xi lanh 12 van cho công suất 67 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng phút. Xe có hai tùy chọn là sử dụng hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT. Còn Toyota Wigo được trang bị động cơ 1.2 lít 4 xi lanh cho công suất 87 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại 4.200 vòng phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. So sánh xe Scenario và Wigo về khả năng vận hành trong thành phố thì cả hai mẫu xe đều là những đại diện rất nổi bật. Tuy nhiên, xét về khả năng tăng tốc thì Wigo vượt trội hơn Scenario. So sánh xe Scenario 2018 và Toyota Wigo 2018 một cách cụ thể. Chúng tôi thấy rằng đây đều là những mẫu xe đô thị nổi bật nhất hiện nay và có giá bán trong tầm giá 400 triệu đồng phù hợp với điều kiện kinh tế của khách hàng. Với mỗi thế mạnh riêng biệt, khách hàng cần cân nhắc rõ ràng mục đích mua xe của mình khi lựa chọn Suzuki Scenario 2018 hay Toyota Wigo 2018. Nếu bạn là người yêu thích thương hiệu, Công nghệ và sự bền bỉ lành tính cùng chi phí bảo dưỡng thấp, hãy lựa chọn Toyota Wigo 2018. Còn nếu chỉ đơn giản nhu cầu là một phương tiện đi lại hàng ngày trong thành phố và cũng cần cân đối về tài chính thì chiếc xe bình dân Suzuki Celerio chính là mẫu xe dành cho bạn.